Trời thương Phật độ, tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận độ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Mình được tộc viên hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Tân Hợi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và bất ngờ đưa ra dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý tín chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng. Vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, công việc thông thuận, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành và cung phi. Xét về thiên can. Thiên can người tuổi này là tân ngũ hành thuộc kim, gặp thiên can năm là giáp ngũ hành thuộc mộc là mối quan hệ chủ về bình hòa. Ý nghĩa về năm công việc của người tuổi này cũng có những khởi sắc nhất định. Bên cạnh đó chú ý những thay đổi trong công việc chủ về không được thuận lợi, nên hạn chế thay đổi trong năm này. Xét về ngũ hành của thiên can thì hành kim của tuổi khắc với hành mộc của can giáp, cho nên sức khỏe của chủ mệnh bị kém đi. Các mối quan hệ của gia đạo dễ đưa tới những chuyện phiền muộn. Xét về địa chi. Địa chi Hợi thuộc ngũ hành thủy gặp địa chi Thìn thuộc ngũ hành thổ chủ về quan hệ là bình hòa. Theo đó đây là năm người tuổi Hợi có thể duy trì hiện trạng công việc, không thay đổi hay định hướng mới. Nếu chủ mệnh có những tiến hành thay đổi cho công việc thì dễ phải tiêu pha nhiều, nguồn vốn cũng khó thu hồi lại được. Xét về ngũ hành, người tuổi Tân Hợi mệnh thao xuyến kim, gặp năm Giáp Thìn mệnh phú đăng hỏa, hỏa khắc kim, xấu. Ý chỉ về phương diện sức khỏe, có thể dễ bị đau ốm hoặc bị bệnh tật khiến sức khỏe không được tốt. Cùng với đó công việc làm ăn cũng khó bề thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư dễ bị thua lỗ và khó thu hồi được nguồn vốn. Về tình cảm gia đạo cũng chủ về bất hòa, mối quan hệ giữa các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đặc tháng 8 là tháng xấu nhất trong năm của chủ mệnh, ảnh hưởng tình cảm cũng như tiền bạc. Xét về cung phi. Dựa theo tử vi tuổi Tân Hợi năm 2024 nữ mạng, cung phi tuổi này tốn hành mộc gặp cung phi chấn thuộc hành mộc của năm 2024 tương ứng với khí diên niên. Năm 2024 của người cung phi tốn có sự củng cố thêm về quan hệ thành viên gia đạo, công việc cũng thuận lợi. Bên cạnh đó còn được quý nhân hỗ trợ nên khó khăn hay bất lợi nào cũng có thể vượt qua. Ngoài ra xét ngũ hành cung phi giữa năm và tuổi thể hiện mối quan hệ tương trợ. Theo đó, nếu xuất hành đi xa nhiều khả năng đón niềm vui cũng như thu về lợi lộc. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Tân Hợi có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt. Quý cô vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, tạo dựng được vị thế và uy tín vững chắc trong tập thể. Năm này, nếu quý cô nắm bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp. Dù đang có lợi thế, nhưng quý cô cũng nên chú ý đến thái độ, tránh gây kích động cho những kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, kẻo gặp nhiều bất lợi thiệt thân. Sao chiếu mệnh, trong năm 2024, quý cô tuổi Tân Hợi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc, vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Vận hạn, trong năm 2024, quý cô tuổi Tân Hợi gặp hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý cô tuổi Tân Hợi
tương đối lạc quan. May mắn trong năm này, quý cô có được sao Thanh Long và Thiên Phúc phù trợ. Quý cô có cơ hội làm nên một gia tài tầm cỡ, nhưng quý cô cũng không nên quá tự hào về điều đó. Quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bước sang năm Giáp Thìn 2024, là 54 tuổi âm lịch, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác, hiểu về thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn được như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh. Không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý cô đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện sức khỏe. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa, biết trân trọng tình cảm. Người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Quý cô đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng của quý cô. Tâm danh lợi của quý cô cũng dần tiêu tan. Xét về phương diện sự nghiệp, cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Tân Hợi bước sang năm Giáp Thìn 2024, có vận trình sự nghiệp ví như được vén màn mây mù che phủ mà được hanh thông. Dưới sự ảnh hưởng của các cát tinh, Thanh Long, Thiên Phúc, quý cô có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán. Quý cô người biết đối nhân xử thế, hài hòa, nên có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lúc khó khăn luôn có được người hỗ trợ kịp thời. Về sự nghiệp của quý cô tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 này không có gì phải bận tâm quá lớn khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Cuộc sống công việc năm nay đặc biệt ổn định vì đã nhiều tuổi nên chức vụ chắc chắn không thấp, có tiếng nói trong cơ quan, công ty, nhiều chuyện nhỏ nhặt không cần đứng ra giải quyết. Một điều đáng lưu ý là trong năm 2024, quý cô tuổi Tân Hợi đang chịu tác động của sao Thủy Diệu chiếu mệnh, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán nên tránh ao hồ, sông nước, đường thủy sẽ tốt hơn. Hơn nữa, trong năm này, quý cô tuổi Tân Hợi còn có thể nhận được sự giúp đỡ của sao tốt lành, khi sắp về hưu còn có thể được tăng lương, đây là điều rất đáng ghen tị. Năm nay, quý cô không cần quá lo lắng, chỉ cần duy trì được sự ổn định cho đến khi nghỉ hưu thì sẽ không có vấn đề gì phải quan ngại. Những người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán có cơ hội khá nhiều, mưu sự lớn nhỏ gì đều gặt hái được thành quả tốt đẹp, quý cô số được quý nhân nâng đỡ. Nên phát huy được tiềm năng thiên bẩm, tham vọng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt gặt hái được nhiều thành công. Trong năm này, quý cô tuổi Tân Hợi khởi nghiệp cũng rất tốt, mặc dù khởi đầu phải chịu tác động xấu từ nhiều yếu tố, khách quan, chủ quan, thị trường, thế lực ngầm, tiểu nhân quấy phá, ý chí có lúc không vững vàng, những khó khăn thách thức vây quanh, nhưng quý cô vẫn có được sự kiên định mục tiêu, may mắn có quý nhân nâng đỡ. Ứng biến linh hoạt mà vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn thử thách và thu được kết quả đầy sức thuyết phục, mở ra nhiều cơ hội mới về làm ăn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đối với quý cô tuổi Tân Hợi trong năm nay, dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, quý cô cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà quấy phá. Xét về phương diện tài lộc, cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý cô tuổi Tân Hợi, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, ở độ tuổi ngoài 50. Quý cô đã có của ăn, của để, đã có được sự tích lũy, cho nên hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, chi tiêu theo ý của mình. Năm này công việc của quý cô tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu quý cô có thể tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của quý cô trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên có được nguồn thu nhập rất ổn định.
thậm chí với quý cô có thể nhận được những phần quà hay phong bao lì xì từ cơ quan, công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn may bán đắt khá là suôn sẻ. Khả năng tính toán của quý cô nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Quý cô có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban nên không phải lo về thu nhập của mình. Với quý cô tuổi Tân Hợi trong năm này có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thứ tài. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý cô có được những cách kiếm tiền rất tốt, cũng giúp cho quý cô tích lũy được về tiền bạc, của cải. Và quý cô có thể tích lũy được rất nhiều tiền bạc, của cải trong năm này. Các khoản thu chi cân đối và cũng đã giúp cho quý cô có được một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già, không cần phải dựa dẫm vào con cháu. Sự tác động của hạn toán tận làm cho quý cô tuổi Tân Hợi cũng cần phải chú ý về tiền bạc, tài sản khi ra khỏi nhà, tránh tình trạng bị trộm cướp gây hao tán về tài lộc. Ngoài ra, quý cô tuổi Tân Hợi trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm, việc chi tiêu cũng cần có kế hoạch để tránh việc thất thoát tài lộc không đáng có. Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Tân Hợi khá lạc quan. Vợ chồng, cha mẹ, con cái đều rất hòa thuận. Quý cô là người giỏi quán xuyến về nhà cửa, điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nên mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra thì cả nhà luôn đoàn kết và tìm cách giải quyết. Những người độc thân trong năm này dù không muốn đi thêm bước nữa, nhưng cũng có thể tăng cường giao lưu, kết giao bạn mới cùng trang lứa để tự tìm niềm vui cho mình, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú và ý nghĩa hơn. Tránh những suy nghĩ tiêu cực sẽ rất có hại cho cơ thể. Nhìn chung, trong năm Giáp Thìn 2024 về tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Tân Hợi có được sự yên bình, vợ chồng nên đồng sức đồng lòng. Quý cô trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Xét về phương diện sức khỏe, cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Tân Hợi, trong năm Giáp Thìn 2024, sức khỏe đang có những điểm xấu xảy đến. Hung tinh thiên không, bệnh phù, xuất hiện làm ảnh hưởng, mang đến đủ thứ điều không may. Quý cô tuổi Tân Hợi nên chú ý giữ gìn sức khỏe thể chất, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh trong khẩu phần ăn, tránh bị rối loạn tiêu hóa. Quý cô cần chú ý sức khỏe của bản thân, chẳng những phải chăm lo bồi dưỡng thể chất, mà còn cần tập cho mình lối suy nghĩ tĩnh tâm, lạc quan và đừng làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi sớm, không nên thức khuya. Quý cô cũng cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe hay làm những công việc nguy hiểm, không nên đến những nơi có nhiều âm khí, sông suối, ao hồ, làm gì cũng phải có sự tập trung, tránh vì bất cẩn mà đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm, nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra, năm này quý cô cũng cần thường xuyên đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng thể, có như vậy mới phát hiện bệnh tật sớm và điều trị kịp thời. Ở độ tuổi ngoài 50, sức khỏe của quý cô có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian, cùng với đó quý cô phải chấp nhận sự thật là già đi theo tuổi tác. Quý cô không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay là can thiệp về dao kéo để làm đẹp, rất dễ xảy ra tai biến y khoa và nguy hại tới tính mạng. Như vậy, về sức khỏe, quý cô tuổi Tân Hợi trong năm này cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan, khinh suất. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Tân Hợi xuất hành hợp vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn.
giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Hợi. Giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Hợi. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Hợi là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Hợi. Xuất hành theo hướng Chính Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Hợi, điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Hợi, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Nhâm Thìn, sinh năm 2012, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2024, quý cô sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, là 54 tuổi âm lịch, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, Tam Địa Sát. Năm này quý cô không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vặt, khó khỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Tân Hợi, không phạm Kim Lâu. Thái Tuế năm 2024, quý cô không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận, thì hạn này được ghi chép như sau: hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý cô tuổi Tân Hợi trong năm này cần đặc biệt chú ý 5 điều sau đây cần kiêng cữ để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc,
vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu, còn gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu là phước lộc tinh, tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nhất là nữ giới nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thủy Diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao Thủy Diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Thủy Diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Tân Hợi vui xuân đón Tết cùng gia đình, tài lộc rất dồi dào. Quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của quý cô tương đối cao trong tháng này. Được lục hợp quý nhân che chở, các mối quan hệ xã giao trong tháng 2 tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Công việc tiến triển đều đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn, thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí lan tràn như thế này. Tỷ lệ thành công cao, tài lộc trên đà vượng phát nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn có thể nhận được một số khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài ở gần, thế nhưng bạn cũng nên chú ý các chi tiêu để tài lộc tụ khí nhé. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Đây là tháng Đinh Mão có ngũ hành tam hợp với Hợi, cho nên vận trình của quý cô rất thuận lợi. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành. Tiền bạc chi tiêu nhiều, nhưng bù lại quý cô sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bất kể đối với quý cô làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp hơn, bản mệnh biết tận dụng quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Sức khỏe tốt. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Xem tử vi cho thấy, tháng này là Mậu Thìn, vận khí không tốt, phương diện sức khỏe không như ý, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, quý cô cần có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm sút. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 4 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ, tháng xung của tuổi bổn mạng. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong đạt được kết quả như mong đợi. Công việc trì trệ gặp trở ngại do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Sau đó quý cô cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc có như vậy mới hạn chế được sai lầm phát sinh.
Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá. Bạn nên nhớ là một điều nhịn chín điều lành, hãy tập trung làm tốt công việc của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 5 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết, làm cho sức khỏe của quý cô tuổi Tân Hợi không tốt. Có người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không tốt, có thể sẽ phải nhận tin buồn trong gia đình, dòng họ đưa tới. Cục diện tương xung gây hại, công việc của quý cô gặp chút trở ngại, do tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại. Quý cô cần phải tỉnh táo và biết cư xử hài hòa trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô đang được sự trợ giúp của sao may mắn là Thanh Long, Lưu Hà và Thiên Phúc, lại thêm ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh, giúp cho quý cô gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, mối quan hệ xã giao được cải thiện, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán cũng diễn ra thuận lợi, giúp cho quý cô thu được không ít lợi nhuận. Đặc biệt, một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn hoặc mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng, thì sự nghiệp, tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe thì quý cô tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, cho nên công việc của quý cô sẽ bị chững lại. Nhưng quý cô lại có tin vui từ gia đình đem đến, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tương hại xuất hiện con dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn lục đục nội bộ. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung cho công việc của mình, tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo lại rước họa vào thân. Tài lộc trong tháng có tài tinh chiếu mệnh, thế nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, tình hình kinh doanh buôn bán có phần chững lại, thiếu đi sự đột phá. Mục tiêu tài chính của bạn thực ra chưa được hoàn thành, thế nhưng cũng đã có những dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng đúng đường. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Vận trình tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Tân Hợi đang có điểm báo công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Một số người làm văn phòng, công việc có phần ì ạch, không tốt lắm, làm việc thiếu tập trung. Quý cô tuổi Tân Hợi nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay chưa hiểu thì quý cô có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, nhờ những người trẻ tuổi giúp đỡ để xử lý kịp thời. Vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của con giáp này khá cao. Ban đầu bạn có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng lâu dài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Vận trình tổng thể của quý cô tuổi Tân Hợi trong tháng này cơ bản được ổn định. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này được thuận lợi, thu nhập ổn định. Sức khỏe chưa thực sự tốt, quý cô cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh trộm cướp thất thoát về tài sản lại còn gây nguy hại cho bản thân. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Sang tháng 10 cũng chính là tháng tuổi của bản mệnh, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng nên thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng không đạt được mục tiêu đã đề ra. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ. Người làm công việc, kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng. Các dự án, hạng mục đầu tư được chú trọng nhiều hơn để hoàn thiện giai đoạn cuối cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho quý cô. Việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý muốn, quý cô không còn nỗi lo về tiền bạc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971.
tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, dù quý cô tuổi Tân Hợi gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực, giúp cho quý cô hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc cũng khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, quý cô tuổi Tân Hợi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng, các mức đãi ngộ khác trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn để mua sắm Tết và chung vui bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.